Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bên sân thi trường thi. Vẫn là công giờ quen thuộc của anh em 11 giờ và 19 giờ thì bên sân thi giao lưu cây những chủng loại bonsai hàng khai thác. Rồi hôm nay giới thiệu với anh em những chồng dòng cũng quen thuộc thôi, một cây gan tu hú và cây số 2 là cây Hải Châu. Trước mắt với anh em là cây gan tu hú, một cây dáng đổ rất là nghệ thuật nha. Cây này hàng bonsai một người B, hàng rất là chuẩn nghệ thuật cho quý anh em chơi. Gan thì bonsai thi cũng giới thiệu nhiều, thì quý anh em có thể chúng ta tham khảo thêm hoa trái ở đầu cuốn video phần giới thiệu cây gan, rất là đẹp. Một cái cây dáng đổ thì những dòng những cái cây mà dáng đổ thì bao giờ nó cũng có cái sự quyến rũ riêng nha quý anh em. Rồi để đo rồi, ok, đo một vài thông số cho quý anh em xem. Rồi đo cái hoành, rồi đo hoành thân chỗ tại vị trí này nha quý anh em, 10 17 nha. Đo đính đính cành trực đến độ là nó tầm khoảng 56 nha. Rồi 56 tính tán ngang từ tâm chậu, ngang từ tâm chậu ra thì nó tầm khoảng 35 35. Đấy, rồi quý anh em xem cái phần chiều cao, chiều cao thì tầm khoảng 23 nha, tính từ mặt chậu. Rồi quý anh em xem phần đế này, rồi quay quay cho quý anh em xem. Rất là đẹp, cây này thì đúng đáng là một cái cây đổ siêu tầm cho quý anh em nha. Có những cái đường thân gấp khúc, có những cái độ cong, độ cong tạo ra những cái nhỏ, cái gọn nhỏ rất là đẹp. Đây quý anh em xem từ đây xuống đây nó ra một cái đường cong, ra một cái góc nhọn luôn nha. Tại vị trí này cũng ra một cái góc vuông luôn. Rất là đẹp, cây này có lụa rin. Em quên em xem phần lụa này, rất là đẹp. Cây rất là đáng sưu tầm nha quý anh em nha. Cây gan tu hú thì nó cho cái hoa và trái rất là đẹp. Hai quên em xem cái phần tán này. Đây, quên em nhìn tổng tán nha, tổng tán phần nữa. Rồi, quay qua một vòng. Đấy. Rồi quay lại cho bên em xem, quay lại ngược lại. Một cây gan tu hú dáng độ rất là đẹp, cây này đáng sưu tầm nha quý anh em. Rồi quay một vòng nữa cho quý anh em xem tổng tổng cây. Rồi quay lại nữa. Rồi ok, một cái cây gan tu hú dáng độ. Cây này thì bonsai thi giao lưu với anh em giá là 2,7 triệu, bonsai thi bao ship. Rồi 2,7 triệu bonsai thi bao ship. Rồi tiếp theo bonsai thi giới thiệu cây Hải Châu, một cây Hải Châu dáng đổ treo. Cây này thì hôm trước cũng đã giao lưu nhưng mà cũng gặp vấn đề trục trặc cho nên là bonsai thi đăng giao lưu lại, quay ngược lại này. Cây Hải Châu dáng đổ treo. Rất là đẹp, cây hiện đang cho trái nha. Thì Hải Châu thì dòng giờ cái mùa này thì cũng lác đác một vài trái thôi quý anh em, nó không hết mùa rồi. Miền Trung thì đã chuyển sang mùa mưa cho nên là dòng cây rừng thì nó hết trái rồi, bắt đầu cho những cái tược non. Và cây nó sẽ vào một cái mùa sinh trưởng mới. Đấy, cho nên là không còn trái nữa. Một cây Hải Châu dáng độ treo, cây đang cho trái dòng lá nhỏ. Rồi đo cái thông số cho quý anh em xin tham khảo nha. Cây này tính tổng tổng cao từ mặt từ đỉnh ngọn đến đỉnh đỉnh đổ là nó là khoảng 65 nha, khoảng 65. Cái hoành cái thân này, cái hoành đế thì khá là lớn nha, còn hoành thân thì cái hoành thân tại vị trí này thì nó là 10, hoành đế thì khá là ok. Cây này rễ này, rễ này, cây này già, rất là già nha. Đế nó có phần đế dưới đây này, đây là cái phần đế này của anh em sống nha. Dòng lá thì cực kỳ đẹp rồi, dòng lá này cực kỳ đẹp, trái rất là lớn. Đây những cái trái cuối mùa của anh em, chỉ còn lắc đắc vài trái thôi, tại cây cũng đã hết mùa trái rồi. Còn những trái này khi ship tới của anh em chắc rụng rồi, nó chín rụng rồi. Cây dòng lá rất đẹp, những dòng lá này nó trái rất là ok nha. Chỉ cần thì làm kỹ phần lỗ treo, chỉ cần làm kỹ quý anh em.
Cái tại như cái đây có nó một cái độ cong này rất đẹp nè. Đấy, nó đổ một cách tự nhiên nha, khu đây là đổ một cách tự nhiên. Những cái tìm những cái cốt rừng mà người ta có những cái cốt mà nó đổ tương đối tự nhiên thì rất là đẹp. Chúng ta không có dùng mà kỹ thuật để xử lý nha. Đó là những cái co đó là đổ tự nhiên. Rồi quay qua quay lại một hàng nữa cho quý anh em xem. Hai chuyến tiền cho. Rồi cây này thì bonsai thì giao lưu với anh em giá là 2.700.000 bao ship. Rồi 2.700.000 mình xin thi bao ship. Rồi kính mời quý anh em xem cây giao lưu ủng hộ. Số điện thoại bonsai thì ở trên màn hình cũng là số Zalo của anh em gọi điện trực tiếp hoặc liên hệ ở Zalo. Rồi xin cảm ơn tất cả quý anh em, chúc quý anh em có nhiều niềm vui. Rồi cảm ơn và xin chào.